Tiểu thuyết Kovadis, tác giả Henrik Sienkiewicz, người dịch Nguyễn Hữu Dũng, người đọc Trần Châu. Chương 42, Vinicius chỉ kịp ra lệnh cho mấy tên nô lệ theo chàng, rồi nhảy giọt lên lưng ngựa. Chàng lại đi giữa đêm thâu qua những phố phường vắng ngắt của Anxum về hướng Laurentum. Dưới tác động của cái tin kinh hoàng kia, chàng rơi vào trạng thái loạn trí vì gần như quá dại. Đôi lúc chàng cũng không hiểu rõ lắm những gì đã xảy ra với chàng. Chàng chỉ cảm thấy rằng nỗi bất hạnh cũng cưỡi trên một con ngựa với chàng, ngồi sau lưng, thét vào tai chàng, Roma đang cháy. Dục chàng thúc ngựa lao tới các đám cháy kia, áp sát đầu trần vào cổ ngựa, chỉ mang trên mình một chiếc tunica. Chàng phóng bạt mạng, không hề để ý tới mọi vật trước mắt, đến những chướng ngại mà chàng có thể va phải. Giữa tĩnh mịch, giữa đêm thanh yên bình đầy sao, chàng kỵ sĩ và con ngựa loan ánh trắng, trông như một cảnh mộng. Con ngựa giống sứ Idumei, tai cụp xuống, cổ dương ra, lao đi như tên bắn qua những hàng cây trắc bá bất động. Những tòa biệt thự màu trắng ẩn trong bóng cây, tiếng gió ngựa đập vào đất, mát đường đánh thức bổ tró đây đó, chung sủa theo cái hiện tượng lạ lùng kia, rồi sau đó dường như bất an vì sự đột ngột của nó, chúng nhếch mõm về phía dần trăng mà tru lên. Đám nô lệ đi theo sau Vinicius cưỡi những con ngựa tồi hơn, chẳng mấy chốc đã rớt lại phía sau. Còn chàng như một cơn bão lướt qua Laurentum đang ngủ yên, quắt về phía Ardea, nơi mà giống như Aricia, Bovillae và Usinum, để có thể nhanh chóng vượt qua khoảng không gian chia cách Anxum với Roma trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhớ đến điều đó, chàng bắt ngựa phải giống nốt sức lực cuối cùng. Qua Ardea, chàng cảm thấy bầu trời về phía đông bắc ưng ửng ánh hồng. Có thể đó là ánh rạng đông bởi vì đêm đã muộn rồi, mà ngày tháng 7 thì bắt đầu rất sớm. Song Vinicius không sao kềm nổi một tiếng kêu tuyệt vọng và điên dại, bởi chàng cho rằng đấy là quần lửa của đám cháy. Chàng nhớ lại lời của Lecanus, cả thành phố là một biển lửa. Và suốt hồi lâu chàng cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi, bởi chàng mất hoàn toàn hy vọng có thể cứu được Liga, thậm chí ngay cả hy vọng về đến nơi trước khi thành phố trở thành một đống tro tàn. Giờ đây những ý nghĩ của chàng còn phi nhanh hơn gió ngựa, chúng lao đi trước mắt chàng như một đàn chim màu đen, những ý nghĩ tuyệt vọng và khủng khiếp. Chàng không rõ phần nào của thành phố bắt đầu cháy trước, song chàng nghĩ rằng khu phố xa tiếp, khu phố đầy những ngôi nhà tồi tàn, cái kho gỗ và những lều gỗ, nơi người ta bán nô lệ, sẽ là khu đầu tiên làm mồi ngon cho ngọn lửa. Ở Roma, hỏa hoạn xảy ra khá thường xuyên khi có cháy, cũng thường kèm theo những trận xô xát và cướp bóc, nhất là tại những khu phố do dân nghèo và nửa mang giả sinh sống. Vậy thì tại sao cháy không thể nổ ra ở xa tiếp? Cái tổ của đám tiện dân ô hợp từ khắp mọi miền thế giới dồn về. Đến đây lướt qua óc Vinicius cái ý nghĩ về bác Isis với sức mạnh siêu nhiên của bác. Song liệu một con người, dù là một vị thần khổng lồ đi chăng nữa, có thể làm được gì để chống lại sức mạnh quỷ diệt của ngọn lửa? Nỗi sợ hãi một cuộc nổi dậy của nô lệ từ nhiều năm nay cũng là một cơn ác mộng đè nặng lên Roma. Người ta bảo rằng hàng trăm nghìn nô lệ vẫn đang mơ tới thời Spartacus và chỉ chờ giây phút thuận lợi để cầm lấy vũ khí chống lại những kẻ áp bức, chống lại thành đô. Giây phút ấy đến rồi, rất có thể trong thành phố giờ đây, bên cạnh đám cháy đang sôi sục một lò sát sinh, một lò lửa chiến tranh, thậm chí rất có thể bọn lính cấm vệ hiện đang chém giết theo lệnh của chính hoàng đế. Đột nhiên tóc Vinicius dựng ngược cả lên vì kinh hoàng. Chàng nhớ lại tất cả những cuộc trò chuyện về các đám cháy của những thành phố mà từ một lúc nào đấy, với một sự kiên nhẫn đến kỳ lạ, người ta cứ kháo nhau trong cung đình của hoàng đế. Chàng nhớ lại những lời than vãn của ngài rằng ngài đang phải tả một thành phố bị cháy mà chưa được nhìn thấy một đám cháy nào. Chàng nhớ lại câu trả lời đầy khinh miệt của ngài đáp lại Tigellinus khi hắn xin được đốt cháy Anxum hoặc một thành phố giả bằng gỗ nào đó. Rồi cuối cùng là lời chê trách của ngài đối với Roma và những ngõ ngách hôi hám của khu Siviera. Đúng rồi, chính hoàng đế đã ra lệnh đốt cháy thành phố, chỉ mỗi mình ngài dám làm chuyện ấy, cũng như chỉ mỗi mình Tigellinus mới dám thi hành một mệnh lệnh như thế mà thôi. Và nếu Roma cháy theo lệnh của hoàng đế thì ai dám chắc là dân chúng sẽ không bị giết hại theo lệnh của ngài. Tình quái vật này có thể làm cá việc đó lắm. Vậy là quá hoạn, cuộc bạo động của nô lệ và cuộc tàn sát, một sự hỗn loạn khủng khiếp, sự hoành hành của các hung thần quỷ diệt và sự điên loạn của loài người. Vậy mà Ligia đang ở trong đó,
tiếng rên rỉ của Vinicius hòa lẫn tiếng thở ra, tiếng rên rỉ của con ngựa đang cố gắng trút đôi chút sức lực cuối cùng lao nhanh trên con đường dốc mãi lên cao, dẫn tới Aresia. Ai có thể dằn nàng ra khỏi cái thành phố đang cháy, ai có thể cứu sống nàng? Nghĩ đến đây, Vinicius gần như nằm ép sát vào cổ ngựa, tay bấu chặt bồm ngựa. Vì quá đau đớn, chàng chực cắn cổ ngựa. Nhưng cũng chính lúc ấy, một kỵ sĩ nào đó cũng đang phóng như gió lốc theo hướng ngược lại về phía Anxum. Khi lướt ngang qua bên cạnh chàng, anh ta thét lên: Roma đang chết rồi lại lao dục đi. Tai Vinicius chỉ còn nghe thấy tiếng kêu: hỡi các vị thần linh của anh ta. Phần còn lại, tiếng gió ngựa át đi, những tiếng kêu ấy cũng khiến chàng tỉnh lại. Các vị thần linh, đột nhiên Vinicius ngẩng đầu dương cả hai tay lên bầu trời đầy sao, bắt đầu cầu nguyện: tôi không kêu gọi các người, hỡi các vị thần mà miếu thờ đang bị bốc cháy. Tôi chỉ kêu cầu Đức Chúa, người đã từng chịu nạn, người duy nhất lòng lành, người duy nhất thấu hiểu nỗi đau của con người. Chúa đến thế gian để dạy cho con người tình yêu thương. Giờ xin người hãy thể hiện tình yêu thương ấy, nếu Chúa đúng như ông Pius và Pavel đã nói. Xin Chúa hãy cứu lấy nàng Liga cho con, xin Chúa hãy mang nàng thoát khỏi ngọn lửa. Người có thể làm được điều ấy cơ mà, xin hãy mang nàng về với con xin lấy máu mình dâng Chúa. Nếu người không muốn làm điều ấy vì con, xin hãy làm vì nàng. Nàng kính yêu Chúa và tin tưởng ở Chúa, người đã hứa hẹn cuộc sống và niềm hạnh phúc sau khi chết. Song niềm hạnh phúc sau khi chết, dầu có mất, có điều hiện nay nàng chưa muốn chết. Xin hãy cho nàng được sống, xin Chúa hãy mang nàng thoát khỏi Roma, người có thể trừ phi người không muốn. Chàng chợt ngừng lời, bởi vì chàng cảm thấy rằng lời cầu nguyện tiếp theo sẽ có thể biến thành một lời đe dọa. Chàng sợ sẽ xúc phạm đến Đức Chúa trong lúc chàng đang cần đến tình thương và ân huệ của Chúa. Chỉ nghĩ đến điều ấy, chàng đã thấy e sợ, và để tránh cho đầu óc khỏi bị ám ảnh dù chỉ là bóng đen của sự tức giận, chàng lại dục ngựa hơn nữa. Những bức tường màu trắng của Aresia, địa điểm nằm khoảng giữa đường đến Roma, đã hiện ra trước mắt chàng trong ánh trăng. Một lúc sau, chàng lại vút qua gần thần miếu Mercure, nằm trong một khu rừng nhỏ ở trước thị trấn. Hẳn là đây người ta đã được biết tai họa vì trước cửa thần miếu náo động khác thường. Vinicius thoáng thấy trên các bậc thềm và giữa những hàng cột, những đám đông người đang len vào xin được che chở của thần. Đường đi không còn vắng vẻ và trống trải như quãng đường sau Ardea nữa. Thực ra, những đám đông đang rùng rùng kéo nhau theo những con đường rẽ nhánh vào rừng, nhưng trên đường chính vẫn còn những đám người ít đông đảo hơn. Họ dạt dội ra trước người kỵ sĩ đang phóng gấp. Từ phía thị trấn vang lại hỗn âm của những tiếng người, giống như một cơn lốc. Chàng lao vào thị trấn, xô ngã và giày xéo liền mấy người trên đường. Lúc này, những tiếng kêu la dây quanh chàng: Roma cháy rồi, cả thành phố đang chìm trong lửa. Lại các thần hãy cứu lấy Roma. Con ngựa bị dập chân và bị một bàn tay mạnh mẽ ghì cương, nên khuỵu hai chân sau ngay trước quán rượu, nơi Vinicius bố trí một con ngựa khác để thay thế. Bọn nô lệ dường như dự cảm được rằng ông chủ sẽ đến, đang đứng trước quán và theo lệnh chàng. Chúng đua nhau chạy đi dắt con ngựa mới ra. Vinicius nhìn thấy một toán lính gồm khoảng 10 tên vệ binh kỵ mã. Bọn này chắc là đang mang tin từ thành đô tới Anxum. Chàng liền nhảy giọt đến gần hỏi: phần nào của thành phố bị cháy? Ngươi là ai? Viên thập trưởng hỏi lại: Vinicius, hộ dân quan quân sự và cẩn thận. Trả lời ngay, nếu người không muốn mất mạng, thưa ngài. Đám cháy bùng ra từ các quán bán hàng cạnh đại hí trường. Lúc chúng tôi được phái đi, trung tâm thành phố đang chìm trong lửa. Còn khu xa tiếp, lửa chưa lan tới đây, nhưng mỗi lúc náo tràn tới thêm những khu phố mới với một sức mạnh không sao kìm nổi. Dân chúng chết vì nóng, vì khói, không thể nào cứu nổi. Lúc ấy người ta dắt ra cho Vinicius con ngựa mới. Chàng hộ dân quan trẻ tuổi nhảy lên lưỡi ngựa tiếp tục phóng đi. Giờ đây chàng hướng tới Avanum, bỏ qua Alabonga và cái hồ tuyệt vời của nó nằm về phía bên phải đường. Đường cái quan dẫn tới Aricia là đường lên dốc núi. Ngọn núi che khuất hoàn toàn đường chân trời và che khuất cả thị trấn Albanum nằm ở phía bên kia. Tuy nhiên, Vinicius biết rằng lên đến đỉnh đèo, chàng sẽ nhìn thấy không những chỉ Vovillae và Ustinum, nơi những con ngựa mới đang trực sẵn đón chàng, mà sẽ trông thấy cả Roma nữa. Bởi vì phía sau Albanum, trải dài hai bên đường cái Appia là vùng đồng bằng Campania thấp
và bằng phẳng, trên đó chỉ có những hàng cột đỡ của các đường bán nước chạy về phía thành đô, ngoài ra không có gì che mất tầm nhìn. Trên đỉnh ta sẽ trông thấy ngọn lửa, chàng tự nhủ, và chàng lại thúc ngựa. Xong trước khi lên đến đỉnh đèo, chàng cảm thấy trên mặt có hơi gió và cùng với nó là mùi khói sọc vào mũi chàng. Và lúc đó cả đỉnh núi cũng bắt đầu nhuốm màu vàng, quần lửa, Vinicius nghĩ thầm. Nhưng đêm đã nhạt từ lâu, rạng đông chuyển thành ánh bình minh, và trên tất cả những ngọn núi gần đấy cũng có những ánh hồng và ánh vàng chiếu rọi. Những ánh sáng ấy có thể phát từ ngọn lửa mà cũng có thể là ánh mặt trời. Vinicius đã lên tới đỉnh, và khi ấy đập vào mắt chàng là một cảnh tượng thật khủng khiếp. Cả vùng đồng bằng bị trùm kín trong một làn khói mù mịt, tựa như một đám mây khổng lồ nằm là là sát mặt đất, trong đó chìm ngập cả thành phố, cả những đường máng nước, những biệt thự, cây cối, còn tận tích cái mặt bằng xám xịt khủng khiếp kia là thành đô đang cháy trên những ngọn đồi. Tuy nhiên, đám cháy không mang hình một chiếc cột lửa như thường có khi cháy một ngôi nhà riêng rẽ nào đó, dù rất đồ sộ đi chăng nữa. Đây là cả một đài lửa dài, giống như sáng trời. Bên trên dải lửa này, cuồn cuộn bốc lên cả một bức tường khói, chỗ đen kịt, chỗ lại nhuốm màu hồng hoặc đỏ bầm, quyện dần nhau, trương phồng lên, đặc sệt, quằn quại như rắn, thoát lại và phình ra, chốc chốc bức tường kinh khủng ấy dường như lại che khuất cả dải lửa, khiến nó bị co hẹp lại như một dải băng. Xong chốc chốc, dải lửa lại chiếu sáng từ bên dưới, nó hắt lên, biến những cuộn dưới đáy nó thành những làn sóng lửa. Cả hai thứ kéo dài từ đầu nọ đến đầu kia, đường chân trời, che khuất nó giống như đôi khi một dải rừng che khuất chân trời vậy. Hoàn toàn không trông thấy dãy núi Sabine đâu nữa. Thoạt tiên Vinicius tưởng như đó không phải chỉ là một thành phố bị cháy, mà toàn thế giới đang cháy và không một sinh linh nào có thể thoát khỏi cái đại dương của lửa và khói. Gió mỗi lúc một thổi mạnh từ phía đám cháy lại, mang tới mùi khét lẹt và tàn tro che khuất ngay cả những vật ở gần. Trời đã sáng rõ và mặt trời đang chiếu sáng những dãy núi chung quanh hồ Amban. Xong qua tàn tro, những tia nắng vàng tím của buổi sớm dường như nhúng màu hung hung đầy bệnh hoạn, phi ngựa xuống về núi hướng về phía Albanum. Vinicius xuyên sâu vào đám khói mỗi lúc một thêm dày đặc và mù mịt hơn. Cái thị trấn nhỏ nhoi này cũng hoàn toàn chìm trong khói, dân chúng lo sợ lăn cả ra đường. Và thật kinh hoàng khi nghĩ tới những gì đang diễn ra tại Roma, khi mà ngay cả chốn này cũng khó mà thở nổi. Cơn tuyệt vọng lại xâm chiếm Vinicius, nỗi kinh hoàng khiến tóc chàng như dựng đứng cả lên, nhưng chàng vẫn cố gắng tự trấn tĩnh đến mức có thể. Không thể nào, chàng tự nhủ, toàn thành phố lại bỗng cháy trong cùng một lúc. Gió thổi từ phía bắc và chỉ dồn khói về phía này mà thôi. Bên phía kia không có khói. Bị sông tách ra, khu xa tiếp có thể hoàn toàn được sống sót, chí ít cũng đủ thì giờ cho bác Isis cùng Ligia vượt cổng thành Janicum để thoát nguy. Cũng không thể nào toàn bộ cư dân trong thành đều bị chết hết. Không thể nào cả cái thành phố đang làm bá chủ thế giới này lại bị quét sạch sành sanh khỏi mặt đất cùng với tất cả chúng dân của nó. Ngay cả trong những thành phố bị đánh chiếm, khi mà sự giết chóc và ngọn lửa cùng nhau hoành hành, bao giờ cũng vẫn còn một số người nào đó sống sót. Vì vậy lý gì mà Ligia lại nhất thiết phải chết kia chứ? Đã có Đức Chúa, người thắng được cả thần chết, canh giữ cho nàng. Nghĩ vậy, chàng lại bắt đầu cầu nguyện và theo phong tục đã quen, chàng dâng lên Chúa Christus những lời thề nguyện lớn lao cùng những lời hứa hẹn sẽ tế hiến lễ vật. Băng qua Albanum, nơi mà gần như tất cả dân cư đều ngồi trên mái nhà và trên cây để nhìn Roma, chàng thấy phần nào bình tâm lại. Chàng nghĩ rằng không chỉ riêng mình bác Isis, ông Linus mà cả sứ đồ Pius cũng lo lắng cho Ligia. Chỉ nghĩ tới điều ấy thôi, một niềm cổ vũ mới đã tràn ngập trái tim chàng. Bao giờ ông Pius cũng là một người không sao hiểu thấu, một người gần như siêu nhiên vậy. Kể từ khi nghe ông nói tại Oceanum, lòng chàng vẫn còn lưu lại một ấn tượng kỳ lạ mà ngay từ những ngày đầu ở Anxum, chàng đã từng viết kể cho Ligia. Ấn tượng là mỗi lời cụ già kia đều là chân lý và phải trở thành sự thật. Sự quen biết gần gũi hơn với đức sứ đồ trong thời gian bệnh tật lại càng khiến cho cái ấn tượng ấy thêm củng cố, để rồi sau đó nó biến thành một niềm tin không hề lay chuyển. Vậy một khi Đức Chúa Pius đã ban phước cho tình yêu của chàng, đã hứa trao Ligia cho chàng, thì làm sao Ligia còn có thể bị chết thiêu trong lửa? Thành phố có thể bị cháy trụi mặt lòng, song không một tàn lửa nào của đám cháy có thể rơi vào trang phục của nàng.
Dưới ảnh hưởng của một đêm không ngủ, cùng một cuộc phi ngựa điên cuồng, cùng với những niềm xúc động, lúc này Vinicius lại rơi vào một tâm trạng phấn khích kỳ lạ. Trong đó đối với chàng, tất cả mọi việc đều là có thể. Ông Pio sẽ đẩy lùi ngọn lửa, chỉ cần một lời thôi, cũng có thể bắt được nó dẹp phanh ra hai phên, và họ sẽ bình an vượt qua con đường lửa đó. Thêm nữa, ông Pius vốn biết rõ hậu vận, chắc hẳn ông sẽ biết trước có đám cháy, và khi ấy lẽ nào ông không cảnh báo, không thể đưa ra trước khỏi thành phố những tín đồ Thiên Chúa giáo, trong đó có Liga, cô gái mà ông yêu thương như con đẻ, và mỗi lúc một niềm hy vọng lại mạnh thêm trong trái tim chàng Vinicius. Chàng nghĩ rằng nếu họ thoát khỏi thành phố, thì chàng rất có thể tìm thấy họ tại Bolivia, hoặc gặp họ dọc đường. Rất có thể là chốc nữa thôi, gương mặt thân yêu kia lại hiện ra từ sau những ngôi nhà đang dàn trải, mỗi lúc một rộng hơn trên khắp vùng đồng bằng Campania. Đối với chàng, điều ấy có vẻ là điều hiện thực, bởi vì trên đường chàng gặp mỗi lúc một nhiều người hơn, họ đang rời thành phố đi vào núi Alban tránh lửa, để rồi sau đó lại thoát ra khỏi phạm vi của khói. Chưa tới Usium, chàng đã buộc phải chậm lại vì ngán đường. Bên cạnh những người bộ hành, tay nải sau lưng, chàng còn gặp nào ngựa, nào lừa, thồ đồ đạc, những cỗ xe cất đầy của cải và rốt cuộc là một chiếc kiệu, trong đó đám dân cư giàu có đang được bọn nô lệ khiêng đi. Thị trấn Osinum đầy nghẹt những người chạy trốn khỏi Roma, đến nỗi thật khó lòng len qua đám đông, trên quảng trường chợ, dưới hàng cột miếu và trên các đường phố. Nhung nhúc những người tản cư, người ta bắt đầu dựng lều cho gia đình ẩn trú, những kẻ khác thì hạ trại ngay ngoài trời. Họ nêu lên lời nguyền rủa các thần linh hay số phận, trong nỗi kinh hoàng chung thật khó có thể hỏi thăm điều gì. Nhưng người mà Vinicius hỏi, hoặc hoàn toàn không trả lời chàng, hoặc ngước cặp mắt nửa phần ngây dại vì thản thốt lên nhìn chàng mà đáp rằng, cả thành đô tận thế giới đều đang sụp đổ. Từ phía Roma, mỗi lúc một dồn về những đám người mới, đàn bà và trẻ con khiến sự hỗn độn và cảnh thương tâm càng tăng thêm. Một số người bị lạc nhau trong đám đông đang chen lấn xô đẩy tuyệt vọng tìm kiếm nhau. Bọn khác choảng nhau tranh lều trại. Nhưng đám người nửa hoang dã từ Campania kéo vào thị trấn vì hiếu kỳ hoặc là kiếm bằng trộm cắp nhờ những điều kiện mà cảnh loạn lạc tạo ra. Đây đó, những đám đông gồm bọn nô lệ thuộc đủ mọi dân tộc và cả bọn đấu sĩ đang cướp phá những ngôi nhà và biệt thự của thành phố, đánh nhau với đám binh lính đứng ra bảo vệ dân chúng. Nguyên lão nghị viện Junius mà Vinicius nhận ra bên một tủ quán giữa đám nô lệ người Batavi dây quanh là người đầu tiên đã cung cấp cho chàng chút ít tin tức chính xác hơn về vụ quả tai. Quả thực lửa bùng ra trước tiên cạnh đại hí trường, nơi tiếp giữa đồi Palatine và đồi Caliax. Nhưng nó lan tràn với một tốc độ không hiểu nổi và bao trùm toàn bộ khu trung tâm thành phố. Từ thời Brennus đến nay, chưa bao giờ các thành phố gặp phải một tai ương khủng khiếp như này. Hí trường cháy trụi, tất cả các quầy hàng và nhà cửa chung quanh đây cũng thế, Rinus nói. Đồi Aventine và Calius chìm ngập trong khói lửa, lửa dây quanh đồi Palatine và đã lan lên tới lồi Carini. Nói tới đây, Julius, người vốn có một tòa biệt thự chứa đầy kiệt tác nghệ thuật trên đồi Carini, những tác phẩm mà ông hết lòng yêu chuộng, bốc một dốc bụi bẩn lên rắc lên đầu và rên rỉ một cách tuyệt vọng suốt giờ lâu. Như Vinicius đã lắc lắc vai ông, nhà của tôi cũng ở trên đồi Carini, chàng nói, nhưng một khi tất cả mọi thứ đã mất đi thì cứ để cho cả nó cũng mất theo. Rồi chợt nghĩ ra rằng rất có thể Lydia sẽ theo lời chàng mà chuyển tới nhà ông bà Olysian. Chàng mới hỏi, thế còn Vicus Patricius? Trong lửa, Junius đáp, còn cô Gia Tiếp? Junius ngạc nhiên nhìn chàng, nói về Gia Tiếp làm gì? Ông ta đáp, tay bóp chặt hai thái dương đau nhức thôi. Tôi quân tẩm tới Gia Tiếp hơn là tới Roma kia. Vinicius đột ngột thét lên, nếu vậy thì theo tường Via Portunis, anh có thể đến đấy được, bởi vì nếu đi qua gần Aventine thì hơi nóng sẽ làm ngạt thở. Gia Tiếp ư, tôi không rõ, có lẽ lửa chưa thể lan tới đó được, nhưng bây giờ thì quả mai chỉ có các thần mới biết được là nó đã lan đến đó hay chưa. Tới đây, Junius ngần ngừ một lúc rồi hạ giọng nói thêm, tôi biết là anh sẽ không phản tôi nên mới bảo anh hay điều này, đây không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường. Người ta không cho cứu hí trường. Chính tôi nghe thấy, khi nhà cửa chung quanh bắt đầu bốc cháy, có tiếng hàng nghìn người hô to, hãy giết chết, bọn đến cứu. Có những kẻ nào đó chạy khắp thành phố, ấn những bó đuốc đang cháy rừng rực vào các ngôi nhà.
Một bên thì dân chúng nổi loạn và kêu lên rằng thành phố bị đốt cháy theo lệnh, nhưng tôi chẳng dám nói thêm gì đâu. Thương thay cho thành phố, thương thay cho tất cả chúng ta, thương thay cho bản thân tôi. Ôi, chuyện gì đang diễn ra ở đây thì ngôn ngữ loài người không sao tả xiết. Dân chúng chết thiêu trong lửa hoặc giết lẫn nhau trong đám hỗn loạn. Roma tận xô mất rồi. Tới đây ông cứ lặp đi lặp lại, thương thay cho thành đô cùng lũ chúng ta. Nhưng Vinicius đã nhảy vọt lên ngựa, phóng tiếp theo con lười cái Appia. Nhưng thực ra lúc này là cả một sự chen lấn xô đẩy giữa dòng sông người và xe cộ đổ ra từ thành đô. Giờ đây thành đô đang nằm trước mắt Vinicius như ngay trong lòng bàn là chìm ngập trong đám cháy khủng khiếp. Từ phía cái biển lửa và khói toát ra một sức nóng hừng hực kinh người. Tiếng quyên náo của con người cũng không sao át nổi tiếng réo rít và tiếng gầm gào của ngọn lửa.